Dạ em chào anh. Thì nhóm anh em mới vừa nhận được cuộc gọi với anh, thì anh em mình có hẹn gặp nhau ở tại khu vực thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay anh lên đây gặp anh em để là nhờ anh em chia sẻ thông tin cái câu chuyện như thế nào, anh có thể là chia sẻ cho em và quý cô chú anh chị được biết không ạ? Mời anh ạ. Mình xin chào tất cả các anh chị em cộng đồng mạng, mình là Bình Văn Nghiệp. Mình sinh năm 1975. Dạ từ từ anh đọc lại tên chậm chậm của anh tí giùm em ạ. Mình tên là Quỳnh Văn Nghiệp. Quỳnh Văn Nghiệp đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Mình sinh năm 1975. Dạ. Quê quán Bạc Liêu. Dạ. Hai vợ chồng mình kết hôn và năm nay được 3 đứa con. Dạ. Con lớn mình là Nguyễn Hoàng Thoại lấy vợ mẹ. Dạ. 3 đứa con còn lấy vợ mẹ không, Nguyễn Hoàng Thoại và Nguyễn Cẩm Như, Nguyễn Như Ý. Dạ. Nguyễn Cẩm Lại. Dạ. Thì vợ mình ra đi bỏ nhà đi ngày 2 tháng 4 năm 2023. Dạ. Thì mình đi làm, vợ mình đi, mình không biết vợ mình đi trên cơ thể vợ mình mặc đồ gì. Dạ. Thì trong vợ mình ra đi là có đeo một đôi bông. Dạ. Dây chuyền, hai bộ giò xi măng. Dạ. Ngày mình, lúc điện thoại á, thì lúc mình điện được, ý nhắn tin, lúc nhắn tin được, lúc không. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm nhờ tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng và anh mấy anh YouTuber. Dạ. Để tìm kiếm vợ mình, để mình biết vợ mình còn sống hay là dạ. Thế nào. Dạ anh cho em hỏi thêm ha, để là cô chú anh chị biết đâu xem qua được video nhận dạng được những đặc điểm. Những ngày gần đây là chị đi, là anh có liên lạc rồi gọi điện thoại có nói chuyện với chị được không? Không, lúc vợ tôi đi là 10 ngày đầu tiên là tôi không có gọi được. Dạ. Không nhắn tin được. Dạ. Bây giờ là cái sim số của tôi đăng ký cho vợ tôi á. Dạ. Vợ tôi đã rút ra khỏi máy rồi. Dạ. Bất cứ số nào điện cũng thuê bao. Dạ. Còn cái nick Zalo thôi mà tôi nhắn tin á thì lúc trả lời lúc không. Dạ. Rồi á thì đưa vô cài đặt là người lạ. Dạ, có nghĩa là gì ha anh, để em nói là cho rõ hơn ha. Vợ anh đi đến thời điểm này là lúc nãy anh chia sẻ là cũng gần một tháng. Nhưng mà khi đi khoảng 10 ngày đầu tiên là anh không liên lạc được. Đúng. Những ngày gần đây anh gọi thì không nghe máy. Đúng. Nhắn tin thì có xem. Đúng. Nhưng có trả lời lại tin nhắn không anh? Có, lúc có trả lúc không. Nhưng mà anh xem cái nội dung tin nhắn đó, tại thường thường mình sống với bà xã mình cũng mấy chục năm ha anh, thì anh thấy cái nội dung tin nhắn đó anh có khả nghi là cái tin nhắn đó là bà xã anh nhắn cho anh hay là tin nhắn đó của một người khác nhắn không? Mình nghĩ là tin nhắn đó là của một người khác cầm máy nhắn chứ không phải là vợ mình. Dạ, nếu mà đó là nguy hiểm nha, liên lạc với vợ không được mà một người khác nhắn tin nữa, là đôi khi là mình không biết là vợ đi như thế nào hay là cái sức khỏe nó ra sao. Nên cái đó là anh có trình báo đến địa phương chưa? Đúng rồi, mình có trình báo ở công an phường 12 dạ. Tàu. Dạ. Công an ấp 1 Khánh An mình cầu dạ. Bằng là quê vợ mình. Dạ thì em cũng thưa với anh là Quỳnh Văn Nghiệp anh ha. Em xin thì là em nói tóm tắt qua. Thì hôm nay là mục đích anh lên đây nhờ anh em tụi em là chia sẻ hình ảnh của anh và thông tin hình ảnh của vợ anh, để là tìm vợ anh là chị Nguyễn Tuyết Khoa. Đúng rồi. Đó là anh cam đoan với tụi em và bà con cộng đồng là những cái thông tin ngày hôm nay anh chia sẻ là hoàn toàn đúng sự thật anh nha. Đúng. Đó, còn ví dụ cái thông tin ngày hôm nay anh chia sẻ không đúng sự thật là những cái thông tin đó anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm anh nha. Anh có đồng ý không ạ? Tôi nói ở đây với tất cả anh em cộng đồng mạng và anh em YouTuber là lời tôi nói là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ. Pháp luật. Rồi em cũng thưa anh gì, em cũng giới thiệu với anh là em Phúc còn hai đây là hai bạn của em ha anh ha. Thì chia sẻ cái nguyện vọng là tụi em làm ở đây chia sẻ thông tin là không nhận một cái cù lao nào, tại vì anh đi tìm gia đình. Anh với chị đã kết hôn chưa anh? Kết hôn rồi. Kết hôn rồi là hiện nay là mình có 3 người con là con chung. Đúng. Con lớn nhất là khoảng bao nhiêu tuổi rồi anh? Thằng lớn nhất là sinh năm 1994. Qua cũng lớn rồi. Còn con bé kế là năm 96. Dạ. Còn bé kế là năm 2000. Dạ. Rồi hôm nay anh đi là anh có mang theo hình ảnh gì của bà xã anh để mình chia sẻ lên, biết đâu là có cô chú anh chị xem được video rồi sau đó là sẽ liên lạc lại với anh hoặc là anh em tụi em anh ha. Rồi anh có tấm hình nào của bà xã anh không? Đây là tấm hình của bà xã của mình ạ. Hiện nay đang sử dụng hình ảnh của bà xã, hình trên tay anh đang cầm là anh cam kết là hình của bà xã anh. Đúng. Là anh tự nguyện nhờ anh em tụi em chia sẻ hình ảnh của anh và hình ảnh của bà xã anh lên trên cộng đồng. Đúng. Nếu những gì hình ảnh mà ngày hôm nay chia sẻ không đúng và anh nói là bà xã anh thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì cái video của ngày hôm nay. Đúng. Anh nhờ tụi em nha. Đúng. Rồi. Rồi anh có thể là mình mô tả cho bà xã anh để cô chú anh chị xem qua video, biết đâu lúc đó là sẽ nhận dạng được vợ anh. Chiều cao 1m56, cân nặng 58kg hồi lúc đi. Tóc dài,
Dạ. Mặt chữ điền. Vậy là giống như trong hình luôn anh ha. Anh đưa gần tới giùm em tí ha. Rồi thì qua video ngày hôm nay, trước mặt em đây là anh Huỳnh Quang Nghiệp, và anh đang cầm trên tay anh là một tấm ảnh là của bà xã anh, là chị Nguyễn Tiết Khoa, với cái nguyện vọng của anh là hy vọng chia sẻ video nhờ anh em, cô chú anh chị cộng đồng xem được video. Nếu mà thấy một cái chị phụ nữ mà giống như trong hình này thì liên lạc lại với anh em, hoặc là liên lạc lại cái số điện thoại trên màn hình của anh Huỳnh Quang Nghiệp, cũng là nhờ cô chú anh chị chia sẻ thông tin rộng rãi để anh tìm bà xã. Cái nguyện vọng mình hiện nay là mình có đặt một cái nghi vấn là vợ mình đi làm xa, hay là vợ là mang thua lỗ rồi không muốn về nhà, hay là nghi vấn là vợ bị mất tích gì không anh? Thì mình nói chung ra thì mình đến đây nhờ anh em. Dạ. Đi tìm vợ mình. Dạ. Tại vì mình đang lo lắng, một phần đầu tiên mình nghi vấn á là tại vì điện thoại mình không liên lạc được. Đó, đó cái lo đó. Không biết vợ mình giờ còn hay là như thế nào. Nguy hiểm quá. Mình lo là lo cái đó. Dạ. Thứ nhất, cái thứ hai là tại vì mình cũng nghe cô bác địa phương ở nơi mình sinh sống là không biết. Dạ. Tại vì mình đi làm. Mà cái cuộc gọi điện thoại đó là anh có nghe chia sẻ là gọi cho nam hay nữ không? Người ta chỉ nói vậy thôi chứ người ta không có khẳng định là gọi cho. Dạ. Anh cho em hỏi thêm á, tại vì mình chia sẻ cái thông tin á nó đúng sự thật và nó rõ nguyên nhân thì cái thông tin nó sẽ được lan tỏa, biết đâu là sẽ mau tìm sớm được hơn. Anh có thể là anh có cái nghi vấn nào là vợ của anh nó dự như là đi với ai đó, hay là hiện nay là anh nghi vợ anh ở cái khu vực nào không? Có nghi vấn không anh? Mình thì hiện tại bây giờ có người đang thông tin cho mình á. Dạ. Là người ta thấy giống vợ. Dạ. Mình đang ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ. Mà người ta đến thì phòng trọ đó đã dời đi rồi. Dạ. Thì mình cũng tới đó thì chủ phòng trọ nó họ tên đó cũng có đến trình, mà người ta vô chưa được tiếng hồn, người ta dọn đi nơi khác. Là cách đây khoảng bao nhiêu ngày anh? Cách đây có 3 ngày chứ. Thì cũng mới đây thôi, có nghĩa là chị đi là gần 1 tháng rồi. Nhưng mà cách đây khoảng 3 ngày là anh có nhận được thông tin là chị đang ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng mà khi anh có mặt ở đó thì cũng có người đó báo với anh là chị đã đi. Chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ báo là chị mới vừa đi, hay là đi bao lâu anh? Mới vừa đi luôn. Dạ, vậy anh ha. Anh có thể mô tả thêm là khi chị đi, chị có đi xe máy gì không? Vợ mình đi thì xe máy thì nó dẫn chứ nó biết đi xe máy. Mà đem theo xe mà dẫn bộ hả? Đúng rồi. Ngộ quá, cái này lạ. Vợ mình hồi đó giờ không biết đi xe máy. Chiếc xe biển số bao nhiêu anh thể mô tả biết đâu? 94C1446664. Thì xe đó hiệu gì anh? Của hãng nào đó, hãng nào? Honda. Honda là không, cái đời xe cũng như cái xe đó là xe 2019. 2019 không ý, em hỏi là xe đó làm gì, là xe quay hay là xe gì? Clip. Dạ rồi em biết rồi. Thì hai cái video hôm nay thì em cũng hy vọng là anh hiện nay là mình tìm bà xã mình về là mình sợ là vấn đề giống như là bà xã đi ra ngoài có những cái rủi ro gì. Đúng rồi. Trước đó là anh có thể là cho tụi em được biết và cô chú anh chị là hai vợ chồng có xích mích gì không? Không. Lúc mà vợ mình đi á thì mình không có hay. Dạ. Và từ lúc mà vợ mình chưa đi trở về trước, vợ chồng. Dạ. Mình chưa có xích mích hay là cự cãi gì hết. Dạ. Dạ, như bây giờ là anh Nghiệp có cái nghi vấn nào cũng như là vợ đi hồi nào, giờ hai chồng vẫn sống hạnh phúc anh? Đúng rồi. Thì đó, cái hạnh phúc đó, mà cái điều quan trọng chỗ này là hạnh phúc mà giờ đột xuất là vợ đi mất mà không có thông tin thì nó cũng có nhiều, tại vì đi xe thì đôi khi cũng là ra đường này kia, xe cộ này kia đó, cái đó cũng quan trọng. Thì anh cũng có báo với cơ quan rồi ha anh? Đúng rồi. Ha, anh báo rồi. Báo rồi. Dạ. Báo, thì anh cho em hỏi thêm là hiện nay là anh có nghi vấn là vợ anh bị về giống như là tai nạn giao thông, hay là vợ anh đi cùng với một nhóm nào đó, hay là vợ anh đi làm ăn ở đâu đó không? Thì trong cái video hôm nay mình có chia sẻ ba cái vấn đề như thế này. Dạ. Cái đầu tiên là mình lo nhất là vợ mình đi trên cơ thể vợ mình có tài sản chứ không phải là không. Đó. Cái thứ nhất là mình sợ vợ mình đi ra đường, sợ người ta dụ. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta giết người cướp của. Còn cái thứ ba là bị tai nạn giao thông rồi này kia, rủi ro, cái chuyện đó, đó mình đó. Như anh bây giờ là giống như cái nguyện vọng của anh là giống như là giờ vợ mình đi vắng ở nhà rồi mình sợ là vợ có một cái tai nạn gì đó. Nên là anh muốn ví dụ là tìm được hoặc là có thông tin hoặc là nghe được cái tiếng nói của vợ anh cho anh an lòng anh đi làm. Anh đi làm. Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Thì hôm nay em cũng thưa doanh nghiệp là gì, em cũng hy vọng là cái video những gì anh chia sẻ trên kênh những anh em của em được lan tỏa, cũng hy vọng là cô chú anh chị chia sẻ cái video rộng rãi để là anh Nghiệp ở trước mặt màn hình em đây là chồng của chị Tiết Khoa. Để mau anh sớm anh có thông tin để anh an tâm. Chứ đôi khi là nói chung là vợ mà ví dụ có hai vợ chồng mà dặn nhau á mà vợ đi á thì mình đỡ lo về cái tính mạng, mà đằng này là hai vợ chồng anh chia sẻ là đang hạnh phúc
mà vợ bỏ đi, mà đi đem theo xe, rồi trên cơ thể là cũng có nữ trang ha anh. Đó, cái đó mới là cái điều quan trọng mà không liên lạc được, mà anh nãy anh chia sẻ với em đó là gọi không nghe máy, mà nhắn tin thì lâu lâu cũng có trả lời tin nhắn. Và với cái nội dung tin nhắn đó, lúc nãy anh nói với em là theo anh ở với vợ anh mấy chục năm rồi, thì anh đọc cái nội dung tin nhắn đó, anh có nghi ngờ cái tin nhắn đó là vợ anh trả lời lại hay là một người khác không? Mình xem tin nhắn đó là cái nội dung, cái nét chữ đó không phải là nét chữ gì đó, cái đó cũng lo đó. À, mấy anh em biết sao không, đôi khi là đúng, tại chị đi trên người chỉ có nữ trang. Đúng rồi. Đó, cái nữ trang rất là quan trọng, là anh chia sẻ rất là nãy là mình đồng ý là anh em mới biết anh ở đây, nhưng mà anh chia sẻ anh nói là anh ở nhà hai chồng sống hạnh phúc đó, anh lo cho chị từng cái nhỏ nhặt đó, giống như là những cái đồ dùng ở nhà hàng ngày là anh chăm sóc hết cho chị luôn, thì cái hạnh phúc đó nên mới là tụi em riêng cá nhân em thôi nha. Em nghĩ là đang hạnh phúc mà đột ngột mà bỏ đi vậy nó cũng là quan trọng lắm. Ví dụ mà dặn nhau bỏ đi, em thấy nó hết sức bình thường. Đúng. Mà cái này bà đi mà hai chồng vẫn hạnh phúc bình thường, mà em nghe anh chia sẻ anh lo lắng như vậy thì không biết có vấn đề gì hay không. Thì cũng mong hy vọng là qua cái video ngày hôm nay với cô chú anh chị xem được video, có cái thông tin của một chị gái mà cái tấm ảnh trước mặt em đây là anh Nghiệp đang cầm trên tay. Chị này là tên là Nguyễn Tiết Khoa. Cô chú anh chị bà gọi lại trên số màn hình giúp em, để cho anh Nghiệp mà mau có thông tin của vợ để anh an tâm anh đi làm. Thì anh Nghiệp ơi, cho em hỏi là khi mà chị đi đến giờ thì ngoài cái việc mà anh đi tìm chị là bà xã của anh, thì ba người con của anh đó là có biết được thông tin là mà hiện nay là mẹ mình mất thông tin chưa thấy không, chưa tìm được không? Có ba đứa nhỏ là nói là không, mẹ không có về quê. Dạ. Mà điện thì điện không được. À, ngoài ra anh điện không được và ba người con của anh điện không được luôn. Đúng rồi. Thì em cũng chia sẻ với anh gì ha, anh em của tụi em cũng cố gắng chia sẻ video, cũng hy vọng là cái video lan tỏa anh sớm tìm được vợ. Anh cũng nên là trình báo ở cơ quan anh nha. Trình báo cơ quan mình đã trình rồi. Dạ dạ, tại vì cơ quan pháp luật đó thì họ có cái nghiệp vụ chuyên môn thì biết đâu là nó sẽ hiệu quả hơn, nó theo đúng trình tự quy định của pháp luật anh ha. Mình có trình báo cơ quan chức năng ở tại dạ. Nơi mình sống và làm việc. Dạ. Ở phường 12. Dạ. Anh Nghiệp cho em hỏi thêm là qua cái video ngày hôm nay, những cái nguyện vọng anh chia sẻ là để tìm chị, thì anh có cái lời gì nhắn gỡ trên đây, biết đâu là chị xem được video, chị liên lạc lại với anh, anh có những cái lời gì nhắn gỡ cho bà xã anh cái nhắn gỡ ạ? Thì đầu tiên thì mình xin cảm ơn. Cái thứ hai, cảm ơn anh chị em làm YouTuber. Thì mình là Quỳnh Văn Nghiệp, chồng của Nguyễn Tiến Khoa. Dạ. Mình nhắn với vợ mình có xem được cái thông tin này thì mong vợ mình về, hai vợ chồng cùng làm lại từ đầu. Dạ. Những gì lỗi lầm mình bỏ qua hết. Dạ. Để lo cho con cái với cháu cho nó chu toàn, hạnh phúc gia đình, mình mái ấm với chồng. Dạ. Lúc nãy anh có chia sẻ trên đoạn video là anh nói là khi chị đi là hai vợ chồng vẫn hạnh phúc. Đúng rồi. Hai vợ chồng vẫn hạnh phúc, mà anh lại thêm một cái lời văn là có lỡ làm gì thì về nhà làm lại từ đầu. Vậy là không lẽ lúc đi có dặn nhau sao? Không. Ý mình nói đây á, là như là câu dụ vợ mình có lỗi lầm nghe lời ai á. Dạ, em hiểu rồi. Lỡ đi đó. Dạ. Thì mình về mình sẽ bỏ qua hết lỗi lầm gì. Dạ. Mình làm ra mình sẽ bỏ hết. Để hạnh phúc anh ha. Dạ. Mình lo cho con cái mình là có chồng, có vợ, dạ. Còn con cháu nữa. Dạ. Để làm lại từ đầu để dạ. Xây dựng hạnh phúc lại như là đầu tiên mình mới cưới, mới gặp. Dạ. Theo cái ý kiến của anh chia sẻ trên video của anh em của em á, là anh nói lúc bà xã anh đi là có mang một số nữ trang và chiếc xe đó là những gì anh chia sẻ nha, rồi em lặp lại cái câu nói của anh thôi, tại vì khi mình đi ra ngoài phụ nữ mà mang theo tài sản mà không liên lạc được, mất luôn thông tin liên lạc, mà gọi điện thoại thì không nghe máy đó. Và cái nghi vấn của anh tiếp theo là khi nhắn tin một ngày gần đây đó có trả lời tin nhắn, nhưng mà anh nghi ngờ là cái tin nhắn đó là của một người khác nhắn. Tại vì vợ mình á là nghe tin mình bệnh, vợ mình lo lắm. Dạ. Mà trong cái tin nhắn, nếu mà anh em shipper và cộng đồng mạng không tin thì mình mở lên cho xem. Dạ. Là để trong đó gì, đừng đi tìm tôi nữa, để làm gì, có gì sao nghe được. Mình đang thắc mắc là có gì sao nghe được, là tại sao mà có gì là có gì. Nếu mà vợ mình ở một mình hoặc là ở với người thân nào đó, dạ. Dù cho người chồng hoặc người con gọi điện hoặc nhắn tin tới, dạ. Thì phải trả lời tin nhắn. Cái thứ nhất, cái thứ hai phải nghe được cho chồng con, dạ. Mình nghe cái giọng nói mình, dạ. Là biết mình còn sống ở nơi đó. Đúng rồi, đó. Là để cho chồng con mình an tâm để an cư lập nghiệp. Dạ. Còn cái này mình nhắn cái tin nhắn, trả lại cái tin nhắn đó là mình nghi vấn là vợ mình người khác nhắn anh ạ.
không phải vợ mình giết. Dạ dạ. Cái nguyện vọng của anh giờ là anh nhờ anh em cho em là chia sẻ video nè. Cái việc trước tiên á là giống như là biết vợ mình, ví dụ là đi làm ở đâu, hoặc là nghe được tiếng nói của vợ anh. Đúng. Để anh an tâm anh làm đó. Rồi cái việc tiếp theo á là cái chỗ mà gọi không nghe máy, nhắn tin á thì cái nội dung tin nhắn nó lạ với khác thường khi hai chồng đang còn chung sống. Đúng. Nên cái lo của anh á là anh không biết là vợ anh có cái sự việc xấu gì ở ngoài hay không. Đúng. Đó, đến tính mạng, nên là anh nhờ anh em cho em chia sẻ video. Đúng vậy rồi anh ha. Dạ thì bây giờ anh có chia sẻ gì thêm, anh mô tả gì thêm, tại vì xem qua hình ảnh thì anh em tụi em chỉ là ghi nhận những cái thông tin hình ảnh của bà xã anh và về hình ảnh của anh để chia sẻ lên bà con cộng đồng. Về anh có thể là mô tả thêm về vợ của mình những cái đặc điểm hay là những có trên gương mặt có những cái gì đó để cho bà con cộng đồng biết đâu vô tình nhà nhìn thấy những ai tương tự như bà xã anh để liên lạc lại. Thì vợ mình á, thì nói chung trên khuôn mặt không có bớt hay là không có gì hết. Dạ. Có ngay trán này hồi lúc còn nhỏ. Dạ. Đây nè. Dạ. Thì vẫn chơi á, là té chọt chân té vô ngay chân. Có sẹo anh ha. Có cái sẹo ngay đây. Vậy là có cái trên sẹo này, trên này. Trên trán là bên trên phía trên sống mũi, trên chân mày. Dạ. Đó là bà bị chợt chân té vô cái cạnh dán. Dạ. Ngựa ngày xưa giống miền Tây á. Dạ, bộ của dán ngựa anh ha. Dạ. Thẹo ngay đó thôi. Dạ. Thì vợ mình chân mày gặm. Dạ, chân mày gặm mũi cao. Môi thì môi xăm. Môi xăm. Cao, chiều cao, nhắc lại chiều cao đi anh. Chiều cao 1m56, nặng 58kg. Khoảng đó đi anh ha. 58kg là chính xác hồi lúc nó ra đi. Dạ. Còn bây giờ mập nữa hay là ốm lại thì mình không biết. Là nếu mà tính tóc chính là tóc dài. Dạ, tóc dài nghe qua da hay là sao anh? Qua lưng quần luôn á. Dạ, vậy tóc dài hay qua lưng quần anh ha. Có cắt hay không thì mình không biết. Dạ. Cho em hỏi thêm là cái tấm ảnh mà anh đang cầm của bà xã anh là hiện nay là có chị, cái thời điểm mà chị đi đó có thay đổi lạ hơn không? Không. Vẫn y tấm ảnh này luôn. Đúng anh rồi. Ha. Hơi ốm hơn tấm ảnh này một tí. Hơi ốm tấm ảnh này một tí. Nè. Rồi trong cái thời gian mà bà xã anh đi là anh đi tìm đến ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu ngày rồi anh? Vợ mình đi ngày mùng 2 tháng 4. Mùng 2 là ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch mình đi kiếm cho tới ngày hôm nay. Là bữa nay hai mấy gần 30 ngày đó. Đúng rồi. Là mình kiếm là mình về bên vợ mình ở 3 ngày. Dạ. Mình ra bến xe Cà Mau mình ở một ngày một đêm. Dạ. Về Bạc Liêu là quê nhà mình á. Dạ. Là mình ở một ngày một đêm. Dạ. Rồi mình về Bình Dương này mình ở một ngày một đêm. Dạ. Anh Nghiệp cho em hỏi thêm á là trong cái thời gian bà xã anh đi thì chắc chắn là điều đàn ông mà đi tìm vợ chắc cũng không tránh khỏi những cái lúc mà mình nóng tính. Rồi anh có cái tin nhắn nào mà anh nhắn là hơi là nóng tính quá rồi chị sợ chị không dám về không? Không, trong tin nhắn mình không nhắn gì hết, mình toàn năn nỉ vợ mình không. À vậy quá tốt anh. Nếu mà mình nói đây không phải là mình nói mà mình một người đàn ông, những người đàn ông khác như thế nào thì mình không biết. Dạ. Còn riêng mình hên á, ông bà đưa đẩy mình đi vô tới chỗ đó gặp vợ mình, sống với ai mình cái đó mình không cần biết. Dạ. Là vô mình chỉ nói một câu: em đi về với anh, đi lo với vợ, lo với anh là để lo cho con cái sau. Dạ. Chứ mình không quýnh không la vợ. Dạ. Thì em hiện nay là em chỉ mới nghe qua cái câu chuyện một chiều từ cái hướng anh chia sẻ, nhưng mà cái câu chuyện thì có lẽ là hy vọng là sớm gặp được chị thì mình lấy ý kiến hai bên thì nó sẽ thực tế hơn. Nhưng mà em nhìn về cái nét mặt của anh và cái ánh mắt của anh hiện nay là có cái cảm xúc giống như là gưng nước mắt. Rồi anh có còn chia sẻ gì thêm không anh? Thì mình cũng mong là bà con cô bác cộng đồng của mình thấy vợ mình đâu thì nên liên lạc qua cho mình là cái số điện thoại là 0937 299 263. Rồi anh đọc lại một lần chậm đi anh. Anh đọc số điện thoại của mình là Quỳnh Văn Nghiệp. Dạ. Số điện thoại liên lạc cho mình là 0937. Dạ. 299 263. Dạ. Rồi là số điện thoại của anh ha. Dạ. Thì qua video ngày hôm nay nhớ anh em của tụi em chia sẻ những cái thông tin là đây là từ anh Quỳnh Văn Nghiệp chia sẻ tìm bà xã là Nguyễn Tiết Khoa. Cũng hy vọng cô chú anh chị chia sẻ cái video, bấm chia sẻ giúp em, giúp em cái chia sẻ đó để là em hy vọng được là cái video lan tỏa để đến người thân và những cô chú anh chị cộng đồng có gặp được bà xã của anh Nghiệp để gọi là cho anh giúp anh, tại vì bây giờ anh đang đi tìm. Anh Nghiệp ơi, anh có thể là chia sẻ cái công việc của mình hiện nay là đang làm gì không anh? Mình thì ra Vũng Tàu mình làm thì làm ngành xây dựng. Làm xây dựng anh ha. Hai vợ chồng mình làm xây dựng, rồi bà xã ở nhà cơm nước. Bà xã nhà cơm nước anh làm xây dựng là nói chung là công việc là được gọi là ổn định đi ha anh Nghiệp ha. Đúng rồi. Anh Nghiệp cho em hỏi thêm để là em tìm hiểu cái nguyên nhân, ngoài ra em chia sẻ video
thì anh em của em đi trên đường á, thì cũng cố, cũng nói chung là nếu mà có duyên tìm biết đâu gặp chị cũng đi trên đường, cũng mà tụi em cũng để ý. À, anh có thể chia sẻ giúp cho em là cái kinh tế của hai vợ chồng mình có khi nào là làm ăn trục trặc rồi chị buồn chị đi không? Không, từ lúc mình ra Vũng Tàu mình sống hôm nay nữa, ngày từ lúc mình ra đi lên Vũng Tàu sống tới ngày hôm nay là chưa bao giờ mình làm ăn thua lỗ gì hết. Dạ, nói chung là kinh tế của mình cũng là đủ trang trải đi anh Hiệp, anh Nghiệp ha. Nói chung là dạ, mùa dịch mà mình cũng bỏ tiền ra để mua rạo để ủng hộ những người khác được mà. Dạ, tốt quá, vậy là nói chung là được gọi là ổn định đi. Dạ. Mình thì mình sống vì vợ vì con. Mình dạ, vợ hết mình mà không biết như thế nào giờ mình mới đi thì cái lý do đó. Là từ khi mà chị đi là hai mấy gần 30 ngày là anh Nghiệp là tìm qua những tỉnh thành nào rồi? Nói chung là từ miền Tây lên tới đây là nghe ai nói đâu mình cũng đi tới. Nói chung là mấy tỉnh miền Tây là đi cũng sắp miền Tây hết rồi. Rồi miền Tây đi hết luôn rồi. À, wow. Cà Mau nè, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, dạ, rồi thậm chí mình qua tới ngã năm ngã bảy Phụng Hiệp luôn. Dạ. Vô tới Cần Thơ, vô tới chỗ mà Phong Điền Cần Thơ luôn. Dạ. Thì em thì chia sẻ cái video theo nguyện vọng của anh. Em cũng hy vọng là chị Nguyễn Tiết Khoa, bà xã của anh Quỳnh Quang Nghiệp, à, xem qua được video, à, dù có làm ở nơi đâu hay là có đang có công việc gì đó hay là có những vướng mắc gì đó, à, chị gọi lại cho anh Nghiệp là ông xã của mình, à, để cho anh an tâm anh đi làm anh Nghiệp ha. Và còn nếu mà chị ngại mà chị không có gọi được cho anh thì cứ gọi lại số điện thoại của anh em tụi em trên màn hình, thì lúc đó anh em tụi em sẽ là chia sẻ cái thông tin lại với anh Nghiệp. À, thì cái video đến đây anh Nghiệp có còn chia sẻ gì thêm đặc điểm của vợ mình không? Thì nếu không thì anh kết thúc. Mình xin nhắn đến bà xã của mình. Dạ. Hồi lúc chưa có cháu ngoại thì mình kêu bằng vợ, bằng mẹ. Còn có cháu ngoại rồi mình kêu bằng bà ngoại. Dạ. Mình cũng chồng là mình Quỳnh Văn Nghiệp, nhắn với bà xã là Nguyễn Tiết Khoa. Dạ. Em có xem qua được cái đoạn video này thì mong em có làm gì lỗi lầm hoặc là em làm ăn lén lút gì thiếu nợ thiếu nần thì em cứ liên hệ với anh. Anh gán lo cho em là em về làm lại từ đầu với anh, lo cho con và cháu. Xúc động không? Nói chung là em mới gặp anh cái buổi đầu tiên là không biết câu chuyện vợ chồng anh như thế nào thì em không có nắm được hết. Nhưng mà em nghe anh nói được cái chuyện, cái câu là có lỡ có làm ăn thiếu nợ thiếu nần về vợ chồng làm ăn để gán lo lại. Là đó là cũng là thấy anh cũng mở rộng cái để chị quay trở về đó, mở rộng cái vọng lượng đó để anh chị quay về. Thì em cũng hy vọng là chị sớm liên lạc với anh để gia đình đoàn tụ lại và cho ba người con của anh ở nhà, cũng có mẹ có ba anh ha. Dạ. Thì em cũng cố gắng chia sẻ video. Rồi bây giờ tí nữa em sẽ ghi lại số điện thoại của anh. Nếu mà tụi em có những cái thông tin gì sớm đó tụi em sẽ gọi lại cho anh. Anh ha. Mình Nghiệp, mình trước video đây tất cả anh em YouTuber thì mình xin chia sẻ tất cả trên bà con cô bác cộng đồng mạng. Nếu mà bà con cô bác nào mà có gặp được hình ảnh vợ mình và liên lạc thông tin cho mình chính xác, mình lên mình gặp tìm được vợ mình chính xác như vậy, mình sẽ hậu tạ cho bà con cô bác ở trên kênh. Rồi em ghi nhận. Dạ, ý của anh Nghiệp là vậy. À, sau khi chia sẻ video, cái nguyện vọng của anh Nghiệp là hy vọng là cái video được lan tỏa, bà con cô bác trên cộng đồng mà có xem được video mà nhìn biết được vợ nó đâu, à, báo cái thông tin cho anh mà anh lên trên đó anh tìm gặp được vợ anh thì là anh sẽ hậu tạ, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi thì cái video này em sẽ chia sẻ, em cũng hy vọng là những gì ngày hôm nay anh chia sẻ là đúng qua sự thật với cái tâm của mình và mình phải chịu trách nhiệm với những gì cái lời nói mình chia sẻ trên cộng đồng. Rồi. Nên là em cũng hy vọng là cô chú anh chị lan tỏa cái video. Thì em xin kết thúc video anh ha. Cuối video thì mình xin cũng nhắn nhủ với vợ mình. Dạ. Là nếu em có xem được thì em hãy nghe điện thoại anh đi để cho anh an tâm. Dạ. Dù em về liền hay là em về muộn gì cũng vậy. Dạ. Em gắng nghe máy cho anh một lần để anh an tâm về anh làm để lo cho con. Mấy anh em thấy nước mắt anh rưng rưng không? Em ấy sắp xếp công việc như thế nào, em bằng ăn thua lỗ hay là em có thiếu nợ thiếu nần ai mà em giấu anh á, thì về anh gán làm anh lo anh trả cho em. Về đi dễ sống mình làm lại từ đầu chứ đừng có chuyện này, mình đâu phải mà vợ chồng mà ngàn bữa đâu. Dạ. Mình sống cả đời mà mình sống mấy chục năm rồi phải, mình mới dạ. Hôm qua mà bữa nay mình bỏ mình đi. Vậy là hai vợ chồng ở là con lớn cũng hai mấy tuổi rồi chứ hả anh? Con lớn mình nay cũng 29 tuổi rồi, 28 dạ. 29 tuổi rồi. Thì 1994 thì năm nay cũng dạ. 28 tuổi, 29 tuổi rồi. Anh Nghiệp cho em hỏi thêm là bà xã nếu mà tính ra là năm nay là để coi. Bà xã tuổi Dần 1973. 73, 73 là 73 là 50 tuổi đúng rồi, 50 tuổi rồi. Thì mình cũng là nói bằng tấm lòng sự thật là nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng có thấy vợ mình ở đâu thì dùng ơn điện liên hệ cho mình qua số điện thoại của mình là Quỳnh Quang Nghiệp, số điện thoại 0937
0999263. Thì nếu mà mình lên chính xác là vợ mình là mình xin hậu tạ cho người đó. Dạ. Rồi, vậy là mình kết thúc video anh ha. Và lần nữa anh em xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chúc quý cô chú anh chị xem video ngày mới an lành hạnh phúc. Cô chú anh chị xem video bấm cho anh em một like, đăng ký, chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều.